定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もしヨルハグ隊所属ナイエスに会うことがあったら、私は彼に。Ok luôn anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Snack Gaming. Nó chả tiếng hơi rè nhỉ. Từ từ nhé, cho mình coi là âm thanh nữa. Gaming. Sao nó rè thế? Nó chả tiếng hơi rè nhỉ. Rồi ok đó. Rồi ok. Sau 2 ngày off stream. Một ngày đó là mình thức nguyên đêm mình đã best. Và một ngày đó là không thể live stream được. Đó là ngày mà hôm qua bóng đá Việt Nam đã đạt được chiếc huy chương vàng lịch sử. Và chúng ta đã bận rộn trong không khí đi bão nên là không live stream. Thì hôm nay mình đã về với mọi người đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 24 của con game Nier Automata. Đây, cho đến thời điểm này thì chúng ta phải công nhận một điều rằng con Nier Automata này đúng là một siêu phẩm. Chúng ta có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc khi đến với con game này. Đầu tiên khi chúng ta chơi 2B thì đó là một cái thể loại chặt chém hành động mà chúng ta chơi nó rất là đã tay. Nó thuần chỉ là một cái game hành động thôi. Sau đó chúng ta bắt đầu đến tới phần của 9S. Thì con game nó đưa chúng ta vào một cái sự nhàm chán, một cái tiết tấu rất là chậm rãi để chúng ta nghiền ngẫm cốt truyện đó. Và đến giai đoạn thứ 3, game nó đẩy lên một mức độ cao trào mới. Thì liên tục những cái drama nó nổ ra. Đấy. Và tới nay đã là phần thứ 24 của con game này rồi. Và phải nói là chúng ta không hề uổng thời gian công sức ngồi đây để chúng ta cùng chơi và cùng theo dõi con game này. Đó. Em hãy công nhận. Game quá hay luôn. Đây, thì nay có một việc mình muốn làm, đó là mình đổi đồng phục của 9S. Nói thì mình vẫn thấy cái bộ đồ kia nó cũng te hơn nhỉ.
ở trên né đài. Chiếc giày ừ. Đây. Đấy. Đây là phong cách thời trang Gothic nha anh em. Đó, dành cho anh em nào mà muốn tìm hiểu thì đây là phong cách thời trang Gothic nha. Đó là phong cách thời trang của thời Trung Cổ đấy. Anh em có thể về nghiên cứu thêm. Đây ok, hôm nay chúng ta sẽ đi viếng mộ của 2B. Nó viếng mộ nhưng mình cũng không biết là có mộ để mà viếng hay không. Chúng ta sẽ teleport tới thành phố gần tòa tháp. Sau khi mà chúng ta gặp 2B lần cuối đó là khi mà 2B bị A2 đâm chết ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến để chúng ta tìm coi là còn cái di vật, còn cái kỷ vật hay là hy vọng là sẽ còn cái xác của 2B ở đó. Đấy thì 9S sau khi mà làm một loạt những cái nhiệm vụ đi tìm những cái kỷ vật của những cái người bạn trong cái doanh trại quân kháng chiến ấy, thì 9S có biết về một cái văn hóa của con người, đó là tưởng niệm về những người đã mất. Thế là 9S quyết định là tưởng niệm về 2B. Đây là muốn quay lại cái nơi lần cuối cùng mà gặp mặt 2B. Đây. Để tìm còn có gì sót lại của 2B không. Anh em nào hôm nay mới xem lần đầu không? Không biết là chuyện gì đang xảy ra không? Anh em nào xem lần đầu thì cứ comment, tôi sẽ giải thích lại cốt truyện, vấn đề gì hết. Ơ? À, đây 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 đây. Quan sát. Ở góc dưới bên phải màn hình là chúng ta thấy mấy cái đốm màu xanh lá cây á là những cái nơi chúng ta có nhặt vật phẩm. Quan đọc. Chúng chả cái gì quan trọng. Rồi, chúng ta đi thẳng tới linh cữu của 2B. Ủa? 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 Cái này là... Ủa cái này là... Ủa cái này là công trình thật mà đúng không? Đâu phải là lỗi đồ họa. Ủa? Lúc là mình nhìn mình tưởng là lỗi đồ họa chứ nè. Mọi người thấy mấy cái khối mà hình lập phương rồi ô vuông không? Ủa? Ủa là lỗi đồ họa hay là game bằng vậy ạ? Từ 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 từ. Đây nè. Ủa? Game nó như vậy, không phải lỗi đồ họa. Ủa kìa. Ủa? Ủa? Gì? Mình nhảy lên kia không được. Ồ, có vẻ như là sau khi cái sự kiện mà A2 giết chết 2B đó rồi nó lại xảy ra một cái vụ nổ. Thì tự nhiên là cái thế giới này ở đây kìa. Ôi trời ơi. Anh em nhìn trên trời kìa. Cái kiểu như là thế giới này nó bị sao ta dùng cái từ gì ta? Kiểu như là bị virus ấy. Anh em nhìn cái cảm giác giống như là cái điện thoại của mình mà nó bị hư cái màn hình không? Đấy, đó, y chang đúng không? Nó cũng sẽ bị kéo những cái vệt như nè. Đấy, có sao giống như cái thế giới này là nó bị virus nhỉ? Tại sao? Nhưng mà đây đâu phải là thế giới máy tính đâu. Đây là trái đất mà. Là sao? Không lẽ là trái đất bị một cái loại virus gì đó à? Giống như là nè, đây là những cái hình dạng mà giống như là bị lỗi phần mềm ấy. Đấy, chương trình bị virus ấy. Nước ngoài. Là những cái khối đắng à. Cái này bằng cái vật liệu gì mình cũng chả biết luôn.
lỗi thiết kế à? Gì? Đề nghị điều tra tòa tháp. Tới kiểm tra nào hả? À, nó nhắc mình làm nhiệm vụ chính anh em. Hơi lâu quá mình không làm nhiệm vụ chính. Nó nhắc nhở là đề nghị tới kiểm tra tòa tháp là cái nhiệm vụ chính. Giống. Ủa? Khoan. Ờ, cái chỗ mà 2B bị đâm đó là ở ngoài đây mà. Đấy. Mỗi lần trở qua trở lại đó sẽ kêu là đề nghị điều tra tòa tháp. Đấy. Hồi lúc mà cái đoạn cắt cảnh á là chính S đang trên đường chạy từ cái cầu này đúng không? Là thấy đây chính xác là ở chỗ này nè. Là 2B đang quỳ và bị A2 đâm. Đâm một phát. Đấy, nhưng mà ở đây chả có gì hết. Tại sao nó lại dời vô trong đây ta? Ôi, ta biết rồi, điều tra tòa tháp mà đi quá. Ở đây có cái gì? Tinh thể. Có vẻ khu thương mại cũng chả có gì hot. Ồ, vậy không lẽ là tới cái phần 3 này là chúng ta sẽ làm được cái nhiệm vụ mà cái kho báu ở trong cái vương quốc rừng nhỉ? Đúng không? Tại vì bình thường mình đâu có nhảy được đâu, bây giờ nó nổi lên mấy cái cục trắng này nè. Có thể là mình sẽ nhảy được đấy chứ. Lắc như mày. Xung quanh đây chỉ có như đây đồ thôi. Ủa cái chỗ này là xuống cái tầng của con Emin mà. Đã xác có 2B gì đó. Hay là con Emin nó lụm nó đem xuống dưới đó à? Là sao? Là sao? Có đeo gì cả. Cái tầng hầm của con Emin nè. Đẹp ha, quay lại cái vùng đất của Emin chúng ta là thấy một cái nơi rất là đẹp. Đẹp quá. Đây là hoa nguyệt lệ này. Nếu nói cho trong con game này là nguyệt lệ. Nước mắt mặt trăng đấy. Rất là đẹp. 2B. Mình không chắc về nghi thức được gọi là tang lễ hay thậm chí chúng ta có một linh hồn để gắn kết với bản thân. Hả? À, không có xác của 2B. Hy vọng cậu yên nghỉ 2B với những giấc mơ ngọt ngào. Mình sẽ đến với cậu sớm thôi. À, tức là không phải mình đi lụm xác của 2B mà 9S quyết định là đến đây và lập một cái ngôi mộ cho 2B mặc dù là không tìm thấy xác của 2B. Và 9S quyết định là chọn một cái nơi đẹp nhất ở trên cái thế giới này, đó chính là cái vùng đất của Emin nè. Cái hang động mà toàn là hoa nguyệt lệ nè. 9S quyết định là làm cái mộ 2B ở đây. Mình hiểu tại sao để mình xếp ra cái tấm wallpaper đó rồi. Cái đó hình nền mà mình để cho mỗi livestream này á, là mình lên Google mình search là 2B Tom á, là mộ của 2B. Nếu ra là cái tấm đó mình cũng chả hiểu, rồi vô game thì hiểu tại sao nó lại là cái hình đó nè. Đây là mộ của 2B đây. Ai anh Kinect này ảnh cũng lãng mạn đó chứ. Tức là ảnh đi làm nhiệm vụ cho tụi trong danh trại kháng chiến á. Thì ảnh được biết là con người có một cái nghi thức đó là tưởng niệm người chết bằng hoa. Thế là ảnh đem tới nguyên một cái hang động toàn là hoa để anh làm mộ cho 2B luôn. Không phải là
không phải là tìm từng bó hoa mà chơi là làm mộ nguyên một cái nơi toàn là hoa luôn. Kinh phết đấy. Không nhận mỗi lần đến đây thì cái nhạc nó hay ghê. Bài này là cái gì nhỉ? Đây là cái chòi của Emin nè. Ủa mình không có tương tác được với cái mộ của 2B, chỉ cắm cái cây ở đây thôi hả? Anh kính Phương Ngôn coi. 9S đáng yêu ha. Ơ à, dồi ôi. Đáng yêu vãi đái luôn. Thôi, chúng ta còn cái nhiệm vụ gì nữa, có vẻ như chúng ta chỉ còn mỗi một cái nhiệm vụ chính là tới... Mình đang nghĩ là cái nhiệm vụ kho báu trong rừng là bây giờ làm được rồi nè. Nhưng mà không có thằng nhận nhiệm vụ đấy thì làm. Ờ, cái làng Bát Can hôm bữa mình ghé là nguyên một cái làng Bát Can là bị tiêu diệt rồi đó. Biết số phận làng Bát Can sao. Cũng đang rất là lo lắng nha thằng Pascal đây. Hai tranh thủ chúng ta sẽ vào trong rừng, chúng ta làm cái thử thách ở trong rừng. Hôm bữa chúng ta làm cái thử thách ở thành phố Đại Dương với lại sa mạc rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái thử thách trong rừng. Thử thách của level 45. Level 50 chứ. Thế thì mình nhắc lại là cho đến thời điểm này thì chúng ta đang có một vài cái nghi vấn này. Một đó là sau khi mà Bunker thất thủ á, thì không biết là số phận của Yoha là sao. Có phải là tiêu tan nát hết thật không? Thì mình nghĩ cũng 99% là tan nát hết rồi đó. Hai đó là 2B có thật sự chết không? Tại vì thật sự mà nói thì mình nhìn thấy A2 đâm 2B nhưng mà là 2B chết đơn giản vậy sao? Tại vì tới bây giờ mình cũng chưa thấy xác của 2B. Một cái lăng tăng nữa đó là tại sao A2 sau khi giết chết 2B thì A2 lại cắt tóc ngắn và nhìn A2 y chang 2B luôn. Ủa? Ủa quên đi vô rừng này đường này. Đấy, có nhiều cái khó hiểu lắm. À, và tại sao lại xuất hiện những cái kiểu như là những cái công trình mà nó nhô lên từ mặt đất mà giống như dưới cái dạng là lỗi đồ họa kiểu vậy. Không thể hiểu luôn. Và rất là nhiều cái biến cố xảy ra làm cho mình đang nghi ngờ cái thằng mà nguy hiểm nhất trong cái trò chơi là thằng Adam nó chưa có chết. Đó, và có thể như là cái đứa mà cài virus vô Yoha chính là thằng Adam ấy. Đấy. Gì đây? Anh Vũ rồi, con A2 đâu? Ờ, đúng, A2 đâu? Nhưng mà con nó hành tung bất định không nói rồi, nó như ninja vậy, chả biết nó đâu, chả biết mục đích ý đồ của A2 là gì. Em cũng đáng yêu nè, hôm qua mua bó hoa mừng sinh nhật mẹ, ok, tốt. Tốt, ngày nào cũng mua hoa tặng mẹ nhé, đừng đợi sinh nhật. Ê, tôi nói chuyện cái đứa cho ông được à? Bạn chắc hẳn là kiệt sức vì những điều khủng khiếp đã xảy ra, xin hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Ok. Thanh niên có bán gì? Bán thuốc an thần. Loại bỏ tất cả trạng thái xấu. Tiền nhiều mà, mua 50 bình thủ ấy. Hiển thị kinh nghiệm. Hiển thị điểm câu cá. Tăng tỷ lệ chí mạng.
hấp thụ biển sát thương nhận vào thành máu. Không có mấy cái kỹ năng liên quan tới hát ta. Không có kỹ năng liên quan tới hát. Ờ, rồi cái đám cho vương quốc trong rừng còn không? Hay là chết mẹ hết rồi? Được rồi. Ờ, đó, cái địa điểm thử thách là nằm ở đây nè. Sau khi mà xảy ra cuộc chiến cuối cùng á. Ơi, gì vậy? What the hell? Ơ? Ý? Nhìn, con đánh điên rồi. Ồ. Oh. Đây thì mình giải thích lại là sau khi mà xảy ra cái cuộc chiến cuối cùng á, giữa Bunker với lại tụi Machine ấy, mà nó dẫn đến cái kết quả là Bunker thất thủ ấy, thì ở dưới trái đất ấy, cái đám Machine nó cũng những cái biểu hiện rất là kỳ cục. Một là cái đám ở khu vui chơi ấy, thì tụi nó đã biến thành những cái con người máy, những cái con Machine zombie, biến thành zombie. Ở làng Pascal á, thì biến mất hết, để lại một vài xác của một vài con Machine còn lại thì biến mất hết. Còn đây ở trong vương quốc trong rừng thì tự nhiên là những cái con Machine trong đây nó chơi chiến thuật là du kích của Việt Nam, nó núp lừng và nó bắn mình vậy đấy. Đấy, thì hồi nãy chúng ta thấy là có những cái con Machine nó núp trong lùm và nó bắn mình, chứ nó không hổ báo giống như là lúc trước. Lúc trước là tụi nó sẽ hành quân, rồi tụi nó đi gì bảo vệ nhà vua, rồi nó tấn công mình, đúng không? Còn bây giờ là nó sẽ chơi đánh du kích. Thấy hiểu? Ê! Trời! Nhưng da hả mày? Còn nhảy từ trên trời nhảy xuống đi chứ. Nói đó. Trời. Giật mình qua đó. Nó còn nhảy trên trời nhảy xuống nữa chứ. Thôi nhá. Tình hình này là tao phải chơi trang bị cận chiến à. Đấy, sẵn sàng đập nhau khi cần. Bọn này là không được rồi. Thôi, không chứ. Ơ thôi sát vô ha quá trời luôn nè. Ơ gì ô, nó bắn mấy con nai kìa. Hả? Trời ơi kinh vậy. Nó bắn mấy con nai rồi. À, có một cái rất là hot nữa. Báo anh em luôn, đó là sau khi mà chúng ta chơi lần thứ 3 này con game này, nó báo cho một cái tin rồi mẹ. Xét đánh ngang tay, đó là nếu như bạn chết thì bạn sẽ game over ngay từ lúc này. Ok. Tức là chúng ta không thể chơi lại được nữa. Một cái tin thì thật là phải nói. Lý do nó đưa ra là do, tức là con game nó làm rất là logic. À, tại sao lúc đầu mà khi chúng ta chết á, chúng ta lại hồi sinh lại được? Tức là nó nói mà khi mà mình chết á, là cái dữ liệu mình vẫn còn, thì trên server á,
ở trên bunker sạc qua chủ á, máy chủ nó sẽ truyền cái dữ liệu mình vô một cái thân xác con người máy mới. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bunker đã thất thủ rồi, tức là máy chủ không còn, cho nên nếu như mình chết thì mình sẽ chết luôn, end game luôn. Cố đời chờ. Game rất là bo đời. Thanh niên đắp lầm, úi xồi. Thôi ơi, bây giờ chiến S xịn sò lắm, không phải như xưa đâu. Vậy lúc cuộc game này là đứa nào là nhân vật chính nhỉ? Bìa game với lại lúc đầu vô thì mọi sự chú ý là nó đều hướng con 2B hết. Nhưng mà thật sự mình chơi cho tới thời điểm này thì cái thời lượng mà mình điều chỉnh 9F nó còn nhiều hơn thời lượng mà mình điều chỉnh 2B nữa. Thế lúc cuộc đứa nào mới là gia chính? Chúng ta sẽ vào địa điểm thực hiện thử thách. Có ba cái cột gì đây để biết. Hello anh. Tôi sẽ không để ai bỏ đi. Bạn không phải kẻ thù, quyền truy cập được cấp. Coi thử thách ở chỗ H này là cái gì. Thuộc tiếp cận đối phương và sau đó bố tôi sẽ ra ngoài đó nghe bây giờ đi nào bố. À rồi, mình nhớ rồi, cái thử thách của cái trò khốn nạn hacker này đó là mình phải chỉnh một con robot ở trong đây, chỉnh một con machine ở trong đây chứ mình không được chọn mình. Nó khốn nạn ở chỗ đó đó, tức là mình phải đóng trong cái tư thế của một con machine. Đấy, chứ mình không được là mình đánh thì nó không phải là vấn đề nữa. Giờ nó mới khó đây. Bạn tham gia chứ, chắc ra nữa. Bạn muốn thử thách hàng nào đây? Cấp 50. Hãy nói với machine bạn muốn điều khiển. Đấy, bây giờ mình phải chọn con machine mà mình muốn. Mua hàng cái đã. Đây có bán gì? Dây biến dạng. Mấy cái đồ này mua nhiều để về cái gì mình nâng cấp đồ. Ổ cắm hỏng. Đồ mắc quá vậy. Không sao. Mày từ từ đi. Ủa hết rồi, chỉ có mấy đồ này thôi. Chỉ cần đừng hỏi về nơi tôi lấy các bộ phận được chứ. Nghe rất bi mày. Chúng ta sẽ xem coi nhân vật nào chúng ta nên điều khiển. Con này hả? Con này nhìn. Bạn sẽ dùng cơ thể tôi. Khoan nè. Tôi nhìn nó xàm xàm sao. Ồ, bữa nay nó cho mình chỉnh nhiều cơ thể hơn rồi nè. Bữa nó chỉ cho mình chỉnh con kia. Bây giờ theo mình đánh giá một vòng thì có vẻ cái con cầm súng là ngầu nhất ấy. Con bay bay hả? Mình cũng có thể chỉnh con bay bay nè.
Hôm bữa nó bắt mình những con này nè, nhỏ yếu xìu. Con to à. Con này nhìn bình thường quá. À, bây giờ một là con bay, hai là lấy con cầm súng nè. Hát nó để điều chỉnh được không? Hát càng nó chết luôn, không điều khiển được. Mình tưởng là mình điều khiển được nó chứ, mình mới hát. Chết mẹ luôn. Hiểu hiểu. À, thôi, như vậy chúng ta điều khiển con bay đi. Ok. Tôi sẽ sử dụng vũ khí nào? Ủa? Mình không chọn vũ khí được à? Nghe này, những cái thèm khát dầu, một trận đấu sắp bắt đầu. Bây giờ hãy cho chúng tôi thấy những gì bạn làm được. Chiến đấu. Ơ gì cầm dưới vậy? Ơ gì đi. Trời ơi, cái con này nó yếu xìu à. À, được, cái súng. Thế rồi. Sao đây? Bấm cái số này là nó gì? Nó có giáp rồi sao bắn? Cái con bay bay nhìn nó ngon nhưng mà nó lại không ngon. Con này là phải dòm vào sau lưng. Quỷ kia nó đánh nó hết rồi. Con kia nó đánh à? Cái giáp mình bắn không được. Ơi, à, phải chịu một đam rồi dòng lại sau lưng. Vãi cả ship. Ui. Ui anh ơi. Từ từ anh ơi. Vãi, y như đi bắn tăng vậy. Không, con này được cái máu trâu. Mày con nó bắn đâu vậy? Chọn mấy con bự bự đánh đi.
Trời hôm nay chỉ có cái trò bắn bắn. Ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Rồi nhát rồi nhé. Ui 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 ui. Thôi mà mấy đứa bự bự đi chứ mà mình bắn nó dễ trúng. Tại vì nó to quá. Chui 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 chui. Nào. À, trận đấu kết thúc. Tưởng gì đây? Tốt lắm, tốt lắm. Đây là phần thưởng. Tốt lắm, tốt lắm. Đấy, được. Ồ. Ồ, đủ xịn á. Thi đố cộng 6, tăng cường cộng 6, bất tỉnh cộng 6, tiếp tế cộng 6. Ồ, toàn là vi mạch xịn. Thật là một trận đấu xấu xí. Bạn nghe như một chiến binh thật sự. Tốt tốt. Cổng duyên. Đấy. À, mình vừa được tặng hai cái vi mạch H. Ở đây mình có tăng cường bất tỉnh. Đợi xíu. Ồ, nó tặng mình một cái tăng cường cộng 6, cộng 6 lót. Bất tỉnh, cộng 6, 14 lót. Hồ thiêu đốt 20 slot. Tiếp tế 24 slot. Vải đái. Em hiểu kiểu gì? Cho đồ này mới thà đừng cho. Bất tỉnh không đủ slot để gắn cái thiêu đốt, chọn một là bất tỉnh, hai là thiêu đốt, không chọn được hai. Chưa nghĩ được cách để tiết kiệm cái slot đồ hơn. Rồi ok. Thử thách ra là xong. Level 60 mình sẽ quay lại. Dùng đánh này này để kiếm đồ thưởng thôi. Rồi, địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là thằng thương nhân ở hẻm núi. Để chúng ta xem là nó có bán cái đồ gì ngon ngon. Em phải hiểu là tại vì bây giờ là nó mới vừa refresh lại cốt truyện. Cho nên nó là mình phải đi một chắc một dòng. Để mình kiếm đồ xịn mình xài. Nào. Cái này nó có trò tập kích trên không nha. Từ phải đổi lại cái thương đã.
Đây, một cái mà nó làm chúng ta thắc mắc đó là những cái công trình này nè. Những cái công trình lơ lửng nè. Bây giờ xuất hiện nhiều ghê. Đây, mình tới cho mọi người xem mà những cái công trình này mình làm gì với nó. Mà nhiều những công trình lơ lửng như thế này. Ủa cái đường xuống đây là ở đâu ta? Quên mẹ đường rồi. Có đồ như này. Cái rương đồ ở đây nữa. Sao mình qua được bên kia ta? Theo quay ấy. Kiếm đường qua coi. Cái đường qua bên kia là đây, nó có một cái rãnh đất ở đây. Muốn qua bên đó như là mình phải qua cầu hay sao ấy. Phải qua cầu xong mình bọc cái đường mà sát cầu á mình đi mới được. Vệ cho tao nha. Không còn xa. Con kia theo được không? Con gì chậm quá.
cầu. Sau đó mình sẽ bọc sáng cái đường này. Không có à? Không có đường nữa ta. Ủa lâu mình tìm được cái đường qua đó mà. Thế à? Ờ, phải bọc qua đây. Thú trắng bây giờ không thấy nữa kìa. Là bạn phải không? Nhờ nỗ lực của bạn tôi có thể sống thanh bình ở đây một lần nữa. Nếu muốn tôi có thể hợp nhất duy mạch cho bạn. Ờ à. Ông này hợp nhất cái gì đặc biệt không? Đây, thí dụ như hợp nhất cái này với cái này thì sao? Ờ, nó cũng tăng slot. Đâu có gì đặc biệt đó. Cái nào cũng tăng á. Có bán nhau. Và mệnh đầu hồn. Nghĩa đầu. Ủa, cái này mắc quá. Ờ, à, phải là mắc mà nhiều slot quá. Cũng vậy à. Này bán đồ không hấp dẫn nha. Rồi, như vậy là thanh niên bán đồ không hấp dẫn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ chính. À, sau khi chúng ta trổ lên từ đường này, chúng ta sẽ đến đây. À, điều tra về tòa tháp Tower of God.
Đây nên có một cái cửa lên. À, cửa lên kìa. Cái này mình đi chậm thôi nha, cái này dễ té lắm ạ. Chết cha cái đoạn này sao ta? Đó. Gì? Đoạn này phải nhảy qua luôn à? Cắn vậy? Rồi xong. Bơm máu kìa. Chém chết. Hú hồn. Một pha xử lý hú hồn. Ủa cái chỗ này lên sao ta? Đường đó mà làm gì con đường nào đâu. Ồ, có phải là sớm chết chứ. Còn không máu, vậy chuyện. Đây là nhanh tay bơm máu kịp. Đúng rồi mà làm cái con đường này nữa. Đây, giờ kiểm tra lại kỹ nè. Chỉ có một đường lên đây thôi đúng không? Đây, cái đó lên đây. Đấy, có đường nào nữa đâu.
chỗ này qua rồi mới đâu chứ mà lại không nhớ. Lại tới cái chỗ thác nước rồi nè. Cái chỗ thác nước này sao nhỉ? Mình phải nhảy ở bên kia nhưng mà làm sao nhảy được. Ồ, phòng địa hình gắt vậy. Xa xí game mới nhảy phải được chưa. Ui dồi ôi, qua được rồi. Ui dồi ôi, nguy hiểm quá đấy. Chưa vô vết chính mà nó đã căng thẳng rồi. À, xếp nhanh lên. Mà con game làm không giống lắm nhỉ. Đúng ra là nếu mà bunker thất thủ là không còn server nữa là mình cũng phải không được xếp game chứ. Đó, không được xếp game nó mới bố đời chứ. Cho xếp game này còn bình thường quá. Chuyển thú đi nè. Đây, nó đi. À, này có tích một cưỡi thú. Trời ơi. Phóng. Hả? Gì đây? Này, cái tòa tháp đây. Hả? Một cái công trình khá là kỳ cục. Sẽ hắt được. À, chúng ta điều tra cái tòa tháp thử. Rồi. Nó tự nhiên mọc lên từ lòng đất. Ồ, có vẻ là hắt được hết đấy. Thôi mình hắt thử một cái xa xa coi. Ui. Gì vậy? Xin chào, cảm ơn bạn đã lựa chọn hệ thống dịch vụ tòa tháp. Ơ? Cần phải có những chìa khóa đặc biệt để truy cập tháp nhỏ.
Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng quyền truy cập hiện giờ không được cho phép. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi có một món quà đặc biệt cho vị khách đầu tiên, hả? Dịch vụ tòa tháp. Đó là chuyến tham quan các đơn vị phục hồi tài nguyên mới của chúng tôi. Hả? Cái gì vậy? Rất hân hạnh được phục vụ khách lần nữa. Cái quái gì vậy? Một lời nhắn ép buộc từ hệ thống kẻ thù. Nó cho biết vị trí các đối tượng được cho là đơn vị phục hồi tài nguyên. Bây giờ chúng còn để lại lời nhắn cho chúng ta. Hả? Tại sao? Chưa hiểu lắm. Nó mới lại làm cái gì vậy? Tức là 9S không có hack vô được hệ thống của bọn này. Nó vừa làm cái gì ấy? Giờ địa điểm ở đây rồi. Tức là nó không cho mình truy cập vô đây, mà nó kêu là nó cho mình không được. Đó. Như vậy à. Dịch vụ tòa tháp là sao? Khóa trên mỗi tháp nhỏ phải được mở trước khi truy cập vào tháp chính. À, em và Gray đây. À, tức là những cái tháp nhỏ này nè. À, thắc mắc động cơ nào khiến mà xin cung cấp một thông báo như thế này. Chẳng có lý do gì cho tất cả những điều chúng làm cả. Đây, như vậy là sản phẩm này là thuộc cho tụi Machine. Và nó đang thiết lập một cái dịch vụ gọi là dịch vụ tòa tháp. Không biết mục đích là gì. Đấy, thì để vào một cái tháp lớn như thế này nè, là mình phải vào được những cái tháp nhỏ. Nhưng mà hồi nãy mình vào tháp nhỏ thì nó kêu là cần có chìa khóa. Cái xong nó kêu là cảm ơn mình vì mình là người khách hàng đầu tiên, cho nên là nó cung cấp cho mình một cái địa điểm tài nguyên phục hồi đấy. Đã hiểu không? Thì sao? Còn cái này thì sao? Cái này thì nó gọi là cái gì? Cần phải một cái chìa khóa đặc biệt để kết nối vào những tòa tháp sub tower. Tức là ở đây nó có 3 cái tòa tháp tất cả. Một tòa tháp chính, một tòa tháp nhỏ và một tòa tháp sub. Trời ơi má. Cái gì vậy? Còn có đồ ở trong cũng vô được. Trời lúc kia nhung nhàng vậy. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình teleport tới đây. Thế thôi, teleport tới đây thôi. Đây, chúng ta sẽ xuống đây để chúng ta di chuyển. Potto. Hả? Cái gì vậy? Ơ? À, tóm tắt những gì đã xảy ra trong lúc ta bất tỉnh. Xác nhận dữ liệu có liên quan đến tờ khắp khổng lồ cậu vừa truy cập. Nó dường như có nguồn gốc liên quan đến machine, mặc dù không biết thêm chi tiết. Bổ sung, các đơn vị cấu trúc lớn đang truyền dữ liệu lên tờ tháp được phát hiện ở nhiều khu vực. Đơn vị cấu trúc lớn. Cái đơn vị này chứa được, vừa được xác định, chúng được gọi với cái tên là đơn vị thu thập tài nguyên. Hiện thứ đó đang làm gì? Không rõ. A2 đang ở đâu? Vị trí và tình trạng đơn vị A2 hiện không rõ. Được rồi. Đưa tọa độ những đơn vị đó lên bản đồ được chứ? Đề nghị. Đề nghị gì? Ta sẽ quét sạch mà xin khỏi đây.
Cái việc bưng cơm phải hủy tất cả nhiệm vụ trước đó của Yoha bị tạm dừng. Đề nghị gia nhập với lực lượng kháng chiến và xác nhận tổ chức điều hành. Ta không quan tâm tới tổ chức điều hành. Bây giờ chúng ta có một mục tiêu duy nhất, là giết đến tên mà xin cuối cùng. Và sau đó ta sẽ giết A2. Đây một bước chuyển tiến lớn của 9S nè anh em. Tức là như trước giờ chúng ta biết là 9S hoạt động là dưới lệnh, tại nó là robot mà, nó được lập trình ra là để được tiêu diệt machine. Thì hồi nãy nó mới vừa lặp lại cái lệnh đó, thì con bot á, nó báo là bây giờ bunker bị phá hủy rồi, cho nên là tất cả những cái lệnh này là được tạm dừng. Thì Genet nó mới trả lời là ta không làm theo lệnh, mà mục đích của ta bây giờ sẽ là tiêu diệt tức tên machine cuối cùng để báo thù ấy. Và sau đó là nó giết A2, đó là Genet tự lập ra một cái lệnh cho riêng mình. Cái này nếu mà anh em nào mà học về AI, học về lập trình, em sẽ hiểu là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Tức là về lý thuyết thì không thể xảy ra, nhưng mà con game nó đang nói ra là con robot đó là nó đang tự lập trình cho nó một cái điều lệnh, một cái mã lệnh đó. Cái đó rất là nguy hiểm. À, như vậy là những cái tòa tháp mà trắng trắng á, nó nối lên trời ấy. À, từ từ để mình coi là hiện thời bây giờ nó đang khoanh vùng nhiệm vụ như thế nào. Đây. Hồi nãy con boss nó khuyên mình về trại kháng chiến mà có vẻ như là 9S không đồng tình, 9S muốn đi điều tra tiếp. Đây thì hồi nãy giờ là đây, bữa giờ là mình có gặp hai thứ, một thứ là ở ngoài thành phố Đại Dương nè, cái cục tròn tròn mà bay lơ lửng á. Thì đây là một cái đơn vị thu thập tài nguyên. Đây một cục tròn tròn hồi nãy nữa mình gặp trong vương quốc trong rừng, bây giờ mình sẽ đến đó trước. Đấy, đó là đơn vị thu thập tài nguyên. Còn chúng ta thấy mấy cái hình thù này nè, dài dài mà nối lên trời nè, nó gọi là những cái đơn vị truyền dữ liệu lên tòa tháp đó. Thì chìa khóa để truy cập vào những nơi này thì nó nằm ở những cái cục tròn tròn này. Ồ, có một cái nhiệm vụ ở trong rừng, không biết là nhiệm vụ gì. Chúng ta đi thử không? Chúng ta sẽ tới phòng hoàng gia, sau đó chúng ta sẽ tới cái đốm đỏ, chúng ta coi là nhiệm vụ gì. Tại sẵn chúng ta sẽ nâng kiếm lên luôn. Không biết. Tại sẵn mà sẽ test luôn là trong cái vương quốc trong rừng á, nó có những cái thay đổi về cấu trúc để mà chúng ta làm cái quest tìm kho báu không. Quest đó là tới giờ mình vẫn chưa làm được. Vào vương quốc trong rừng rồi. Đây, nó có một cái chấm đỏ. Theo chiều cao này thì nó nằm ở khoảng tầng giữa của tòa của cái lâu đài. Gì chói gì vậy?
Ủa nó mất luôn cái khối nhảy nhảy rồi. Ở đây nè. Để mất luôn cái khối nhảy nhảy. Gặp thợ rèn huyền thoại Forest Blacksmith. Tôi là thợ rèn Massamoni. Tôi thấy bạn chăm sóc vũ khí của bạn rất tốt. Tuy nhiên tôi rất sẵn lòng làm nó sắc bén hơn nếu bạn muốn. Nó có bán gì mà không? Bình thường. Đây, có rất là nhiều cây mình nâng cấp được nè. Cái thương này là full rồi. Cái này là mình đang xài nè, mình sẽ nâng cấp cái này. Mình led exclusion Phoenix Yoha Isolate. Ồ, cây này cũng hay xài nè. Nên cái cây này Yoha Isolate. Còn cây Phoenix, một cặp Phoenix, một cặp Dragon Led. Cần đá ốc hỏng như là hợp kim bộ nhớ. À, thanh kiếm trắng của bạn. Sư phụ của tôi đã rèn lưỡi kiếm đó từ rất lâu. Đó là một thợ rèn bậc thầy đã thu thập 4 vũ khí màu đen cùng 4 vũ khí màu trắng mà mài giữa chúng. Nhưng chúng nhuốm máu nhiều đến nỗi ông đã phải phong ấn chúng ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Tuy nhiên tôi đoán bạn sẽ dùng chúng ở mục đích tốt. Nếu điều đó đúng, bạn phải tìm chúng những lăng mộ phong ấn trên thế giới. 4 thanh đen, 4 thanh trắng. À, chúng ta kiểm tra câu chuyện của những cái kiếm. Phoenix Dagger. Cái này là cái này cấp 4 nữa, mình sẽ đọc câu chuyện của cây đó ha. Ở đây có quá trời luôn nè. Cô gái nằm đó trong ngày cưới của mình. Cha mẹ và người chồng mới cưới của cô chết. Còn cô thì bị cưỡng bức phía trước xác của họ. Ở đó rồi, cây này mình nhớ. Khi cô thề sẽ giết những kẻ làm chuyện này, một con chim đã sáng chói xuất hiện. Đó là những mẫu chuyện thần thoại, nó khá là hay á. Đây là gọi là những cái tip mình không biết là nó có liên quan tới trò chơi không. Nó có những cái tip rất là hay. Nói chung là một cô gái bị cưỡng hiếp trong chính ngày cưới của mình. Bên cạnh là xác của cha mẹ và người chồng mới cưới. Thì cô nàng này đã thề là sẽ giết tất cả những kẻ làm chuyện này. Thì có một con chim sáng chói xuất hiện. Con chim nói với cô ta là ta sẽ cho cô một điều ước. Ở này giống như tiết mục đọc chuyện đêm khuya nhỉ. Hãy thề với chiếc dao găm này và đừng bao giờ quên đi sự thù hận trong cô. Cô nắm lấy một con dao và hằn lên từng chữ. Tôi thề sẽ không bao giờ quên. Làm ơn hãy cho chúng một cái chết đau đớn nhất. Thời gian trôi đi và cuối cùng cô cũng có được sự trả thù mà mình hằn mong ước. Nhiều năm sau cô gái đã già đi và con chim đã xuất hiện một lần nữa. Lời thề của cô là gì? Nó hỏi. Nhưng cô không hiểu và hãy nghĩ về nó. Con dao yêu quý của cô đâu rồi? Đêm đó, bọn trộm vào nhà, cưỡng hiếp con gái và giết đứa cháu của cô. Con chim hiện ra với câu hỏi duy nhất. Lần này, hận thù của cô sẽ được cháy đến bao giờ? Đẹp. Vãi loạn câu chuyện.
Vãi loạn. Nói chuyện Rippy vãi. Tức là một cô gái bị cưỡng hiếp trong ngày cưới của mình. Sau đó thì cha mẹ và người chồng bị giết. Và trước đó là nằm ngay đó luôn á. Thì sau này một con chim xuất hiện, cô lại có một điều ước, đó là bằng bắt những cái kẻ mà đã làm ra cái chuyện đó là phải chết một cách đau đớn nhất. Thì con chim này nó đồng ý giúp, nhưng mà phải đặt một cái lời thề, đó là không bao giờ quên đi cái hận thù này. Đó, thì cô ta thề. Thì sau này là cô ta trả thù được á. Thì rất là lâu sau, lúc mà con già luôn rồi đó, thì con chim nó lại xuất hiện, nó mà hỏi cô ta là lời thề của cô là gì. Thì lúc này cô này đã quên rồi, tức là cái lòng hận thù không còn á. Thì con chim mới trừng phạt con này bằng cách đó là đêm đó là bọn trộm vào nhà cưỡng hiếp con gái của bà và giết cái đứa cháu của bà. Vãi cả kết của... Vì câu chuyện thua luôn. Câu chuyện gắt vãi. Feel need that girl. Đây là một cặp feel need luôn nè. Để coi nó có cái gì. Cái này thì nó vẫn còn thiếu. Nói chung là những câu chuyện này nó liên với nhau ấy. Nếu mà được thì mình mở ra hết, mình đọc một lần nó hay hơn. Ừ. Đây là cây Phoenix đúng không? Đây là cây Thai 4O nè. Để mình coi là cây này thì mình có 1, 2 nè, 3 nè. Đây mình có nguyên một bộ của cái cây này rồi, cho nên mình sẽ đọc cái cây này. Cây này là mẫu 4O. Một mẫu Yoha đấy. Nhật ký của đội nghiên cứu và phát triển Yoha, ngày 29 tháng 8 chúng tôi tổ chức một cuộc họp để báo về loại vũ khí mới. Dựa vào số người tham dự từ các trạm không gian, tôi có thể nói rằng họ mong đợi rất nhiều vào chúng tôi. Nhật ký đội nghiên cứu và phát triển Yoha, ngày 10 tháng 12, tức là 4 tháng sau đó. Chúng tôi đã thử nghiệm cài đặt lõi đầu tiên trong hôm nay. Có vài dấu hiệu bất thường bao gồm vấn đề điện áp lẫn hệ thống phòng thủ của lõi. Nhật ký đội nghiên cứu và phát triển Yoha ngày 8 tháng 1, tức là 1 tháng sau, 3 thành viên đã thiệt mạng khi cố gắng loại bỏ hệ thống phòng thủ của lõi. Tôi đã yêu cầu nhân lực thay thế. Nhật ký đội nghiên cứu và phát triển Yoha ngày 15 tháng 1, tức là 7 ngày sau, 1 tuần rồi. Chỉ huy đã đưa dự án của chúng tôi vào hoạt động, vũ khí sẽ đưa vào sử dụng chính thức với lõi vẫn còn niêm phong. Ồ, tức là đây là một cái loại vũ khí rất là nguy hiểm. Cái lõi ở đây anh em hiểu là một con chip á, nó giống như một con chip máy tính. Thì cái cây kiếm này nè, cái mẫu 4O này lúc mà làm á, thì không biết là cái lõi nó có một cái sự cố gì. Mà về vấn đề điện áp á, thì có rất là nhiều gọi là con robot kỹ thuật á, nó xúm vô nó sửa và toàn bộ đều chết. Đó, tuy nhiên thì một tuần lễ sau là chỉ huy vẫn cho phép là cái này được đưa vô hoạt động, được đưa vô chiến đấu. Mà niêm phong cái lõi thôi. Đây cho nên nó mới có kỹ năng là tích điện nè. Tăng sát thương trong một thời gian. Đó. Loại vũ khí khá là bá đạo. Đây mẫu tai 4O Blade nè. Mẫu bự. Thì cái phát triển 0504 Takada, tôi vừa nảy ra một ý tưởng phi thường, điều mà chưa ai từng làm trước đây. Tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm nó vào sáng mai. Thì cái phát triển 0704 Takada. Sếp từ chối ý tưởng dung hợp kim loại với yếu tố ma thuật của tôi. Tên khốn kiếp, ông ta không hề nhận ra kiếm được bao nhiêu tiền từ điều này. Thì cái phát triển 1201 Takada, 1201 rồi 0704 như là thời gian hả? Mọi thứ không được tốt, tóc tôi bắt đầu rụng nhiều. Tôi nghĩ đó là do căng thẳng, tôi cần tìm ra giải pháp cho dự án thành công sớm sẽ sớm thôi. Thì cái phát triển 1215 Fujita, đổi người rồi. Tôi đã xem các dữ liệu nhưng không thể tìm ra vấn đề, tôi không bỏ cuộc. Takada đã chết. Mọi chuyện phụ thuộc vào tôi. Tôi là người duy nhất có thể tiếp tục công việc của anh đấy. Có vẻ như cái bộ vũ khí 4O này, tất cả những người phát triển và nghiên cứu về nó là đều chết. Phải đấy. Đọc mấy cái mẫu chuyện của mấy vũ khí vui lắm chứ bộ. Chào mọi người, là tôi 42S, thần tượng Yoha. Ủa cái cây này mình chưa nâng hả? À, không có tín hiệu. Thần tượng của Yoha của các bạn từ trụ sở phòng 42CV bắt đây. Tôi ở đây với những mẫu tin nóng hổi từ tiền tuyến, vì vậy ra ngoài đó về chiến đấu sức được chưa cố lên.
42S thần tượng của giới Yoha. Cái đồng chí của 42S là mẫu của 9S đúng không? Cái em tí tôi sẽ không nói với các bạn, tình hình chiến trường hiện tại không khả quan cho lắm, nhưng chúng tôi đang đợi quân tiếp viện từ các căn cứ vệ tinh đến đây bất cứ lúc nào, vì vậy đừng bỏ cuộc, vinh quang dành cho nhân loại. Khẩn cấp, đây là phát ngôn viên 42S từ trụ sở phòng thủ 12C phía Bắc. Có ai không, chúng tôi đang bị bao vây bởi machine, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Sau đó là không có tín hiệu. Tức là trước đây cây thương này được sử dụng bởi một cái mẫu S giống như là 9S á, là 42S, là thần tượng Yoha luôn, tức là một cái con android rất là nổi tiếng trong Yoha, và nó tới nó chi viện cho căn cứ phòng thủ 12C và nó thất thủ ở đó và nó chết. Đó, chủ nhân của những cái cây này tàn chết không như gắt vậy. Hệ thống Yoha, tải dữ liệu, kiểm tra kỹ thuật, bấm giao tiếp, sao chép lỗi, tìm đơn vị Yoha, cập nhật dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, xóa nhật ký đối thoại, xóa đơn vị dữ liệu, xóa đơn vị hệ thống thoát. Hả? Cái này đáng ngồi vậy, không có thông tin gì đặc biệt á. Đấy, đó là mẫu thai 4O. Mẫu V2S. Mẫu V2S là mẫu của 2B mà đầu game vô đấy. Đây, tất cả những mẫu V2S đây. V2S cấp độ 3. V2S mình chưa đủ bộ nên mình sẽ chưa đọc. Còn một cái mẫu là Ruel, mẫu này là mẫu của 9S mới vô nè. Đây Ruel mình có được 2 cây. Chỉ mới có 2 cây thôi. Cũng khoan đọc. Còn Yoha Isolate, mẫu Yoha nữa. Không có mẫu Yoha ở đây. Mẫu Yoha chỉ có một cây thôi. Đó là chúng ta hôm nay chỉ đọc mẫu truyện của 4O thôi đó. Đây mẫu cũng sẽ nâng thêm. Lại biết gì nâng cây này nè. Nâng cây kia. Hả? Lâu rồi mới gặp một người biết chăm sóc vũ khí, cho nên nó tặng cho mình một cây Ruel Lamin. Đây là một trong những vũ khí mà tôi đã kể với bạn, nó được truyền qua nhiều thế hệ trước khi đến với tôi, và tôi không thể mang nó bên mình mãi mãi. Nhưng tôi biết bạn sẽ có sự tôn trọng mà nó hằng khao khát. Ủa? Ruel hình như là cái bộ của 9S mà đúng không? Ông mới tặng mình kìa. Ruel Lamin nè. Này thiếu dây biến dạng nâng cấp. Đây là trong cái bộ mà của 9S đang cầm theo người đấy. Ruel. Ruel là có hiệu ứng huyết chiến. À, ok. Hả? Cái gì vậy? Chắc Roma Ramos à? Đây pha quét giò gắt kìa. Điện hay gì? Đèn
châu vậy là nó có cái vũ khí điện, giục lắm mấy con thỏ để đánh, để đánh. Này thì điện công trình gì không? Nhấu tìm cái đèn chỉ đâu? Xác định được cái web nằm ở đâu nữa. Tầng trên nữa. Yoha Studio. Cậu là một Yoha, vậy có thêm một người sống sót hả? Phải, nhân tiện, tôi là 9S. Ồ, vâng, tôi đã nghe về cậu. Cậu là mẫu được mọi người gọi là Nice, phải không? À, ồ, thằng này cũng là một người bán Yoha nè. Hình như nó là nó.
Trời ơi. Ai, bình thường cho anh em. Hả, gì đây, hạnh phủ. Khen còn nửa vời, ngày nào cũng mua mẹ. Mắng dở hơi cho. Mua bánh, mua trái cây, nấu ăn có đủ nhé. Ơ, đã thử ngày nào cũng mua chưa? Đã thử đi rồi mới biết là mẹ có chửi không chứ. Chứ thử. Vậy bây giờ mình mới biết S là soldier, mà mình cứ tưởng là scanner. Soldier là người lính. Ok, sao nữa? Tôi là 4S nè, là 4S. Thật ấn tượng khi cậu còn sống đấy, 9S. Cậu là một mẫu số 4. Các cậu được chuyển hai khá sớm nữa, tôi nhớ chính xác. Tôi chắc chắn không muốn chạy tới một mẫu scanner khác của. Đúng rồi, S scanner mà. À, soldier là nó gọi chung chung. Còn mẫu S là scanner, đúng rồi. Không phải sao những gì xảy ra với bunker. Vậy cô đang làm gì ở đây? Thu thập thông tin về kẻ thù. Yoha có thể là quá khứ, nhưng quân kháng chiến thì vẫn còn. Vì vậy, miễn là cơ thể còn hoạt động, tôi nghĩ nên làm gì đó hữu ích. Đây, như vậy là sau cái việc mà bunker sụp đổ, các bạn như 9S không phải là mẫu Yoha cuối cùng. mình hơi bi quan. Mà còn rất là nhiều cái mẫu Yoha khác cũng thoát được. Đây, thằng 4S này là một những số đó nè. Thì bây giờ bunker sụp đổ rồi mà quân kháng chiến thì vẫn còn, cho nên là nó đang muốn làm một cái gì đó nó có ích. Nếu còn có bất cứ thông tin nào về kẻ thù quanh đây, cậu có thể chia sẻ nó với tôi. Có rất nhiều điều tôi phải làm. Chắc chắn rồi, tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi thứ tôi có vào lúc này. Đây, nhiệm vụ đội trinh sát. Đây, nói chung thằng này nó nhờ mình đi thu thập thông tin giùm nó. Thú vị, so sánh dữ liệu của cậu với tôi cho thấy một số khác biệt cá nhân giữa các machine. Có vẻ như mỗi khu vực khác nhau đều có những machine đặc biệt ở đó, dường như môi trường đã ảnh hưởng tới chúng theo cách nào đó. Nhưng tất nhiên điều đó thật mới mẻ. À, phải rồi, tôi nên trả ơn cho cậu, hãy nhận lấy những thứ này. Tức là tại sao mình vừa nhận nhiệm vụ xong là xong. Tức là cái nhiệm vụ này hồi trước là nó có rồi, nhưng mà mình chưa có làm. Thì bây giờ mình đi một vòng á, tức là mình đã thu thập thông tin rồi á, thì mình tới đây nên là mình sẵn là mình nhận nhiệm vụ xong mình trả nhiệm vụ luôn, tức là mình cung cấp thông tin cho nó luôn. Ai nó cho mình gì đây? Hộp kim titanium với 3.000 gold. Ok, nhân tiện cậu có phiền không nếu tôi gọi cậu là Nice giống như mọi người? Ok, cứ tự nhiên, không còn ai gọi tôi như thế nữa. Sai khai bê chết thì chủ đề hơi buồn phải không? Xin lỗi. Sau khi 2B chết thì đúng không còn ai gọi 9S là Snake. Từ từ để mình chỉnh lại cái khung hình đó. Nãy tự nhiên nó bị trail. Nếu cậu gặp bất kỳ kẻ thù nào, tôi rất muốn xem dữ liệu của cậu. Mình cứ đi vòng rồi mình mới quay lại đây mình giao nhiệm vụ nè. Cái nhiệm vụ này không có rõ ràng nhá. Cứ đi vòng rồi về giao vậy. Cái lâu lâu là tạt vô rồi giao nhiệm vụ cho nó thôi. Là những quà thôi. Đội trinh sát. Vậy thêm đồ nè.
có thể nâng cấp vũ khí giùm em được không? Không có gì tiến triển hết. Kết cấu của cái công trình này vẫn không có gì thay đổi, nên là mình vẫn chưa làm được cái nhiệm vụ mà kho báu rừng rồi. Nhiệm vụ chắc phải có một cái mánh gì đó. Rồi, ok, thôi, nay chúng ta kết thúc đây đi. Hôm nay mình bắt đầu hơi muộn, cũng trễ. Đấy, lần sau chúng ta sẽ bắt đầu đi thu thập thông tin, điều tra về các tòa tháp bí ẩn. Đấy, đó, các thứ. Phần này chủ yếu là một cái phần mà để chúng ta tưởng niệm về 2B. Chúng ta có thể kết thúc chương trình ngày nay bằng cách là chúng ta sẽ đọc những câu chuyện về cái vũ khí mà 2B sử dụng. 2B sử dụng là cái Virtuous Contract này. Đấy. Đằng sau là hình nền là của 2B.net này. Nên nó đặt thật. Bao lâu tôi có thể chiến đấu giữa cơn lốc đẫm máu của chiến trường? Bao lâu tôi tự hỏi. Bao lâu tôi có thể bảo vệ những gì tôi yêu trong cuộc chiến bất tận này? Bao lâu tôi tự hỏi. Ấy chà, giống thơ nhỉ. Bao lâu tôi có thể tin vào thế giới đầy dối trá và điên rồ này? Bao lâu tôi tự hỏi. Bao lâu tôi có thể dối lòng khi tuyệt vọng trong tương lai đen tối của thế giới này? Bao lâu tôi tự hỏi. Ấy chà. Không biết là cái này là của cái này vũ khí của 2B mà. Cái này là tâm sự của 2B. Này cái Virtuous Treaty hả, hình này là hình gì mình biết, giống trái ác quỷ. Lần đầu gặp em, tình yêu của tôi, thơ không, vũ khí của 2B toàn thơ. Mãi không hiểu em, đôi ta phải xa cách, nơi vĩnh hằng ta luôn bên nhau. Em hiểu luôn. Cái này thì cái cách nói này thì không phải của 2B rồi nè, biết của ai. Trường sinh tăng sức mạnh tấn công khi máu đầy. À ok. Còn cái này thì nó vẫn chưa hiện hết. Cái này có một câu chuyện nhưng mà cấp độ 4 vẫn còn một slot nên mình chưa mở được. Cái giáo màu trắng đầy thanh lịch vốn là món quà của một tên bạo chúa tặng cho vợ. Người đã bị hắn sát hại cha mẹ vào nhiều năm trước. Cô giấu dưới gầm giường và dùng nó để đâm hắn 30 lần. Chủ nhân thứ hai cây giáo là một hiệp sĩ dũng cảm. Nhiều năm sau sức mạnh của cô dần yếu đi, cho đến một đêm cô bị nhóm côn đồ bao vây và lấy đi tất cả, bao gồm mạng sống của cô. Vị chủ thứ ba là một thương nhân tham lam, kẻ sống bằng nghề lừa đảo khách hàng. Chẳng mấy chốc cô bị tẩy chay và không còn một xu dính túi. Vậy nên cô quyết định treo cổ. Cây giáo bị bỏ rơi góc nhà như một món đồ trang trí. Đó là số phận của những cái chủ nhân trước của cây giáo này. Những cái toàn là happy ending. Royal Lemon. Đấy. Rồi, tiết mục tưởng niệm 2B đến đây là hết. Một lần hiếm hoi mà mình nghĩ mà nó không phải là ở trại kháng chiến à, mà là ở giữa vương quốc trung rừng. Rồi nhá. Rồi. Đây là OBS này. Rồi, chúc anh em ngủ ngon. Bye bye, see you again.